Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, các cơ sở và hộ gia đình chế biến tò phố xuôi đã hoàn thành thỏa thuận với các địa chỉ cung cấp thịt lợn sạch để đảm bảo cả về chất và lượng sản phẩm phục vụ thị trường Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão. Đã từ bao giờ những câu ca gắn với ẩm thực, với các đặc sản quê trên địa bàn huyện Tiên Lữ đi vào lòng người như đi thì nhớ vợ cùng con, về nhà lại nhớ ếch om phượng tường. Rồi khi nói về giò bì phố xuôi, lại có câu nhớ ai dáng nhỏ da hồng ngồi ăn bánh cuốn với giò phố xuôi. Mặc dù phương thức sản xuất giò hiện nay đã khác so với trước kia, đó là không phải giã giò bằng tay mà sử dụng máy móc, nhưng bí quyết để giò phố xuôi vẫn giữ được nét đặc trưng riêng luôn được những hộ làm giò nơi đây áp dụng trong quá trình sản xuất. Mặc dù đi vào hoạt động 15 năm nay, so với các hộ làm giò truyền thống ở phố xuôi thì còn non trẻ, nhưng cơ sở sản xuất giò Dương Lữ do chị Nguyễn Thanh Lữ làm chủ ngày càng phát triển lớn mạnh. Với hai sản phẩm chính là giò bì và giò nạc, cơ sở của chị Lữ có quy mô sản xuất ngày thường trung bình từ 1 đến 1,5 tấn giò các loại trên ngày. Sản phẩm giò Dương Lữ đã đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao nên đã nhận nhiều đơn hàng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng năm, vào những ngày giáp Tết, cơ sở luôn phải hoạt động hết công suất để đảm bảo cung cấp theo hợp đồng. Tương tự như cơ sở của chị Lữ, các cơ sở sản xuất giò tại phố xuôi như hộ gia đình chị Nguyễn Thị Thoa, hộ gia đình chị Phạm Thị Hà đều là những hộ sản xuất giò truyền thống từ đời các cụ truyền lại, cũng đã hoàn thành thỏa thuận cung cấp nguồn thịt lợn sạch từ các nhà cung cấp thịt rõ nguồn gốc tại huyện Tiên Lữ. Là mình là lối nghề của các cụ, trước thì giò lạc, giò bì, nhưng bây giờ mình làm thêm cái giò bò với giò tai, có nghĩa là đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chuẩn bị Tết Dương lịch mới Tết Nguyên đán thì mình đã đặt hàng vào chỗ uy tín chất lượng. Để bảo tồn làng nghề sản xuất giò phố xuôi phát triển bền vững, chính quyền xã luôn quan tâm đến các hộ sản xuất, trong đó việc đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được coi trọng. Giữ vững làng nghề truyền thống của giò phố xuôi, cái thứ hai nữa là đảm bảo an toàn vệ sinh. Qua nắm bắt tình hình thì các cái hộ tiểu thương làm giò cũng đã đảm bảo về công tác chuẩn bị để phục vụ cho Tết Dương lịch cũng như là Tết Nguyên đán sắp tới. Hợp đồng sớm với các nhà cung cấp thịt lợn sạch luôn là yếu tố tiên quyết trong sản xuất kinh doanh giò thành công, qua đó làm ra những sản phẩm giò chất lượng, đặc biệt là khi lượng hàng được đặt trong những ngày Tết luôn cao gấp nhiều lần ngày thường. Qua đó cũng góp phần xây dựng thương hiệu giò bì phố xuôi với đặc sản gắn với một địa danh đã tồn tại hàng trăm năm nay.